Xin chào quý vị đã quay trở lại với tin người Việt Canada và thưa quý vị bản tin của chúng tôi cập nhật mỗi ngày tại youtube channel có cùng tên là tin người Việt Canada và rất cảm ơn quý vị đã theo dõi cũng như là ủng hộ cho bản tin trong suốt thời gian vừa qua. Quay trở lại với tin tức trong buổi sáng ngày hôm nay thưa quý vị thứ tư ngày 4 tháng 9 thì một cơn bão nhiệt đới Philip có thể sẽ ảnh hưởng đến Maritime vào cuối tuần tuần lễ tạ ơn. Maritime đã trải qua thời tiết rất tốt trong hai tuần qua trong khi phải chịu một áp suất cao dài dẳng và thật không may, điều đó thay đổi vào cuối tuần này với sự tiếp cận của một mặt trận thời tiết từ phía Tây và một cơn bão hậu nhiệt đới Philip từ phía Nam. Sự kết hợp của các hệ thống thời tiết được thiết lập để có thể mang lại những điều kiện và có thể xảy ra từ một cơn bão vào mùa thu, Chủ nhật ngày 10 tháng 10. Philip như một cơn bão nhiệt đới ở phía đông quần đảo Virgin thuộc Hoa Kỳ và hiện cách San Thomas thuộc quần đảo Virgin 130 km về phía đông. Với sức gió duy trì tối đa ở gần tâm bão ước tính gần tới 75 km/h và Philip đang di chuyển về phía tây bắc với vận tốc 16 km/h và Philip sẽ không giống như là những sức mạnh của cơn bão Farina hay là Dorian mà nó được đánh giá cơn bão có khoảng 80% khả năng duy trì sức gió bão nhiệt đới và 20% khả năng đạt cường độ bão cấp 1 trong thời gian ngắn khi mà nó di chuyển về phía bắc và nguy cơ tạo ra một số vùng có lượng mưa tổng cộng là 50 mm trở lên và nó cũng có nguy cơ tạo ra một số khu vực có gió giật mạnh đạt tốc độ là 90 km/h hoặc là có thể cao hơn. Và cơn bão này vẫn nằm trong dự báo mở rộng và còn quá sớm để có thể bắt đầu đánh giá cũng như là đưa ra khả năng về sức ảnh hưởng của nó. Nhưng tóm lại, thưa quý vị, Philip vẫn cần được xem như là một nhân tố góp phần tạo nên thời tiết giông bão vào cuối tuần này và nó có thể xảy ra nhiều nhất mạnh nhất là vào Chủ nhật. Mặc dù có khả năng xảy ra hậu nhiệt đới khi đến và điều kiện mưa gió có thể đạt mức ảnh hưởng lớn đối với các khu vực ở Maritimes. Combo quà tặng sức khỏe cho người thân Tổ Yến Canada 514-996-6679 Và thưa quý vị, trong ngày hôm nay thì đảng NDP đã được thành lập chính phủ đa số sau cuộc bầu cử lịch sử ở Manitoba. Đảng Dân Chủ mới của ông Waf Kainew đã có đủ số ghế ở trong cơ quan lập pháp Manitoba để có thể thành lập chính phủ đa số và nắm quyền lãnh đạo sau hai nhiệm kỳ liên tiếp của đảng bảo thủ đa số. Và chiến thắng đến sau nhiều tuần thăm dò dư luận trước ngày bầu cử, và trong đó đảng Dân Chủ mới, ứng cử viên được yêu thích để có thể giành chiến thắng, đặc biệt là ở Winnipeg có nhiều ghế. Và chiến thắng này cũng đã đưa ông Thay của Manitoba đã trở thành thủ hiến đầu tiên của First Nation và là thủ hiến bản địa thứ hai sau John Norway. Chính trị gia của Metis từng là thủ hiến thứ năm của tỉnh cho đến năm 1887. Và đảng đã vận động trên nền tảng phục hồi, dịch vụ chăm sóc sức khỏe và giúp cho người dân Manitoba đối phó với các cuộc khủng hoảng về khả năng chi trả và về kế hoạch 5 điểm để có thể giải quyết tội phạm và ông Kaneo là cựu người dẫn chương trình của CBC, lần đầu tiên được bầu trong một cuộc bầu cử ở Winnipeg ở Fort Road vào năm 2016 và một năm sau đó thì ông đã có thể tranh cử thành công vị trí lãnh đạo của Đảng NDP. Đây là một chiến thắng tuyệt vời cho chúng tôi, Manitoba thân yêu. Hãy nhìn xem chúng ta đã làm được gì ở đây vào tối nay. Và ông Kaneo nói thêm, tôi đã được trao cơ hội thứ hai trong đời và tôi nghĩ rằng mình đã tận dụng tốt cơ hội đó. Cuộc sống của tôi trở nên tốt đẹp hơn rất nhiều khi mà tôi ngừng bào chữa và bắt đầu tìm kiếm lý do. Gửi đến những người trẻ ở ngoài kia, những người muốn thay đổi cuộc sống của mình tốt đẹp hơn, bạn có thể làm được, nhưng vấn đề là bạn phải muốn thay đổi điều đó. Và cũng gửi đến cộng đồng doanh nghiệp, tôi rất mong được ngồi lại với các bạn và các bạn biết rằng một trong những niềm tin chính trị cơ bản của tôi đó là con ngựa kinh tế kéo xe xã hội và tôi muốn bày tỏ lòng biết ơn to lớn của chúng tôi đối với trách nhiệm tuyệt vời mà các bạn đã trao cho chúng tôi. Tôi muốn nói lời cảm ơn. Sau thông báo thì thị trưởng của Winnipeg cũng đã chúc mừng chiến thắng của ông New và ông nói rằng ông New và đảng của máy rõ ràng đã giành được sự tin tưởng và ủy quyền của người dân Manitoba và tôi lạc quan về những gì mà chúng tôi có thể đạt được trong thành phố cũng như là tỉnh bang của chúng tôi. Với sự tôn trọng lẫn nhau, đối thoại cởi mở và những ưu tiên chung, tôi tin tưởng chúng ta có thể đạt được những tiến bộ to lớn trong những năm tới đây. Quay trở lại, thưa quý vị, công viên Canada đã tiết lộ thêm chi tiết về vụ gấu tấn công chết người ở Pam. Parks Canada cho biết rằng cặp vợ chồng và con chó đã bị một con gấu xám bắt cực vô và giết chết ở vùng hẻo lánh của công viên quốc gia Pam vào cuối tuần trước và đã làm cho mọi người cảm thấy khiếp sợ về điều này. Họ đã có những giấy phép thích hợp. Những người này họ đã có bình xịt gấu. Họ đã treo đồ ăn đúng cách và họ đang ở một nơi không có cảnh báo về gấu hoặc là đóng cửa khu vực. Bộ việc này là một thảm kịch và chúng tôi xin gửi lời chia buồn chân thành đến gia đình của các nạn nhân. Parks Canada đã viết trong một thông cáo mới nhất và họ cũng cho biết họ sẽ không tiết lộ tên của các nạn nhân. Khu vực xảy ra vụ gấu tấn công đã bị đóng cửa để có thể đề phòng rủi ro. Con gấu không được đeo vòng cổ hay là gắn thẻ và trước đây nhân viên của công viên Canada không hề biết đến con gấu này. Và Park Canada không tin rằng có một con gấu khác có liên quan vào thời điểm này. Tuy nhiên, để hết sức thận trọng thì chúng tôi đã tiến hành đóng cửa khu vực này cho đến khi mà có thông báo mới nhất. Một cuộc khám nghiệm thử thi của con gấu đã cho thấy rằng nó là con gấu cái và có thể là hơn 25 tuổi, có tình trạng cơ thể khá tốt nhưng mà có hàm răng kém và có thể có lượng mỡ ít hơn bình thường. Thử nghiệm sâu hơn sẽ được thực hiện và xác nhận rằng đó là con gấu chịu trách nhiệm về vụ tấn công chính xác hay là không. Parks Canada cho biết không thể biết chính xác điều gì đã xảy ra dẫn đến vụ tấn công. Vụ việc xảy ra ở một địa điểm hoang vu hẻo lánh và không có nhân chứng. Chuyên gia bảo tồn của Hiệp hội Hoang dã Alberta cho biết, chó có thể là thu hút gấu, đặc biệt nếu như con chó đó được thả rong. và đôi khi bạn không thể biết được con chó của mình sẽ phản ứng như thế nào khi mà gặp phải một con gấu, ngay cả khi con chó của bạn thường không hung dữ và luôn có nguy cơ gặp phải sự tiếp xúc tiêu cực với động vật hoang dã khi bạn ở nơi hoang dã và đó là lý do tại sao mà hiện nay, Clark đang dạy một khóa học về an toàn cho gấu thông qua công ty của mình là cơ quan an toàn gấu Canada. nơi ông thậm chí còn đang hóa trang thành một con gấu để chuẩn bị cho các học sinh. Tôi biến nỗi sợ hãi đó thành sự tự tin và họ cảm thấy thoải mái hơn khi có thể đối phó với một con gấu ngoài kia và cách mà rút lui khi mà nhìn thấy mối đe dọa đó, cách sử dụng phun thuốc, khi nào nên sử dụng và đọc được hành vi của nó. Các cuộc tấn công của gấu là rất hiếm khi xảy ra và các cuộc tấn công gây tử vong của gấu thậm chí còn ít xảy ra hơn. Nhưng đáng tiếc điều này đã xảy ra thưa quý vị. Thuốc chủng ngừa RSV cho người Canada lớn tuổi phải trả phí Mặc dù hiện đã có vaccine ngừa virus gọi là hợp bào hô hấp RSV thưa quý vị dành cho người lớn tuổi ở Canada, nhưng mà các chuyên gia đang lo ngại rằng vì có nhiều người phải bỏ tiền túi ra để có thể tiêm vaccine nên đó sẽ là rào cản, có thể dẫn đến việc phải nhập viện và thậm chí là tử vong trong thời gian lạnh giá của mùa cúm này. RSV là một loại virus trường hô hấp nghiêm trọng và có khả năng lây nhiễm cao, đặc biệt là đối với trẻ nhỏ và những người lớn tuổi. Theo một báo cáo được công bố vào thứ Tư hôm nay ngày 4 tháng 10 bởi Viện Lão hóa Quốc gia NIA, Loại virus này thường bùng phát vào cuối mùa thu và kéo dài cho đến mùa xuân. Và để giảm sự lây lan, việc mà tiếp cận vaccine thích hợp sẽ có một hiệu quả nhất định. Vì vậy, mặc dù RSV chắc chắn có thể khiến cho những người trẻ tuổi tránh khỏi nhập viện, nhưng mà thực sự những người Canada lớn tuổi mới là những người phải gánh chịu hậu quả này và chiếm hơn 80% số ca tử vong xảy ra do loại virus này hàng năm. Vào ngày 4 tháng 8, thì Bộ Y tế Canada đã phê duyệt loại vaccine RSV đầu tiên dành cho người lớn từ 60 tuổi trở lên. Vaccine có tên là RSV và được công ty dược phẩm GSK sản xuất, đã được chứng minh là có hiệu quả 82% trong việc ngăn ngừa bệnh đường hô hấp do RSV gây ra. Và hiện chưa có vaccine, nhưng mà dự kiến sẽ được tung ra thị trường vào cuối hoặc là giữa tháng 10 nhưng mà nó không được tài trợ công ở hầu hết các tỉnh bang thưa quý vị có nghĩa là hầu hết người canada lớn tuổi phải trả tiền túi để có thể được tiêm vaccine vấn đề là nếu như đó không phải là loại vaccine được bao trả thì chúng tôi biết rằng nhiều người canada sẽ rất khó để có thể tiếp cận loại vaccine này vì không đủ để có thể chi trả cho nó và chúng tôi biết rằng người canada sẽ miễn cưỡng hơn khi mà nhận một loại vaccine mà họ phải tự trả tiền túi vì đôi khi họ nghĩ nếu như nó quan trọng thì chính phủ phải chi trả cho nó mới đúng. Và các chuyên gia cũng cho biết thêm, bất chấp những rào cản thì vaccine RSV hiện có ở Canada có thể làm giảm nguy cơ mắc các hậu quả nghiêm trọng ở người nhập viện và tử vong, đặc biệt là người lớn tuổi. Hiện nay có nhiều loại vaccine RSV hiện đang được phát triển và một trong số đó đã được Bộ Y tế Canada phê duyệt dưới dạng một liều tiêm duy nhất. Sau khi chính phủ liên bang phê duyệt một loại vaccine, thì các tỉnh bang sẽ quyết định xem liệu vaccine đó có trang trại chi phí cho mũi tiêm hay là không, và họ sẽ quản lý nó như thế nào, đồng thời cho biết thêm điều này gây ra nhiều khác biệt trên toàn quốc. Ví dụ như tại tỉnh bang Ontario đã đồng ý để chi trả cho loại vaccine này, nhưng mà chỉ dành cho những người từ 60 tuổi trở lên đang sống trong những cơ sở chăm sóc viện dưỡng lão mà thôi. Hoặc là Osv đã có sẵn ở Quebec tại các phòng khám tư nhân hoặc là các hiệu thuốc công cộng, nhưng nó không được tỉnh tài trợ. Một phát ngôn của chính phủ viên đã cho biết. Còn tại British Columbia thì vaccine Osv được cung cấp theo đơn để có thể mua tư nhân tại một số hiệu thuốc và một phát ngôn viên của chính phủ đã nói nó có giá khoảng 230 đô cho mỗi liều. Người phát ngôn của Manitoba Health đã nói rằng tỉnh này không có chương trình vaccine RSV được tài trợ công vào thời điểm hiện tại, và họ nói thêm rằng bất kỳ một sản phẩm nào có sẵn sẽ được thông qua dược phẩm. Còn ở bờ đông, Nova Scotia hay là Prince Edward Island thì cũng không cung cấp vaccine RSV miễn phí cho công chúng. Liên lạc với các tỉnh để có thể hỏi về chi phí vaccine RSV của họ nhưng mà không nhận được phản hồi vào thời điểm phát sóng bản tin thưa quý vị. Và mặc dù một số người Canada sẽ phải trả tiền túi cho vaccine này, nhưng mà họ cho biết nhiều công ty bảo hiểm thuốc tư nhân thì sẽ có thể tài trợ và chi trả cho quý vị về chi phí này. Người Canada đang phải đối mặt với một cơn bão tài chính và các chuyên gia cho rằng đã đến lúc lên kế hoạch trước. Theo một cuộc khảo sát của Viện Biên chế Quốc gia, người Canada đang tiếp tục cảm thấy khó khăn trong ví tiền của mình do lạm phát, lãi suất và chi phí sinh hoạt tạo ra một cơn bão căng thẳng tài chính ngày càng gia tăng. Và cuộc khảo sát đối với 1.500 người Canada đang làm việc, trong đó có 81% là công nhân toàn thời gian, đã cho thấy rằng số người tự coi mình là căng thẳng về tài chính đã tăng lên 20% trong năm qua, lên 37% nói chung. Và theo chủ tịch của MPI, tổ chức này đã thực hiện các cuộc khảo sát từ năm 2014 và nhận thấy việc mà giảm nợ tiết kiệm nhiều hơn và chi tiêu ít hơn là những yếu tố giúp xác định xem các cá nhân có thoải mái, đương đầu hay là căng thẳng về mặt tài chính hay không. Và có một cơn bão tài chính đang hình thành và nó thực sự đã mạnh lên rất nhiều trong năm qua. Theo báo cáo này cho thấy việc mà tiết kiệm tiền hiện khó khăn hơn bất kỳ một thời điểm nào trong 10 năm qua và 63% được khảo sát cho biết họ đang chi toàn bộ số tiền lương của mình để có thể cố gắng trong thời điểm hiện tại. Và với 30% khác thậm chí còn chi tiêu nhiều hơn, hơn thế, có nghĩa là họ đang mất nợ hoặc là phải trả tiết kiệm trong mỗi chu kỳ trả lương. Và cuộc khảo sát còn đi xa hơn và phát hiện ra rằng 66% những người tự coi mình là người căng thẳng về mặt tài chính đang phải sống với đồng lương phải trả và 50% đang cảm thấy choáng ngợp bởi khoản nợ hiện tại của mình. Trong bối cảnh mà người Canada đang phải đối mặt với tình trạng căng thẳng như vậy, thì chuyên gia tài chính cá nhân có tên là Rubina đã cho biết, mọi người có thể cân nhắc nhiều lựa chọn khác nhau bao gồm việc hợp nhất nợ, nhưng mà cũng nên xem xét những chi phí nào có thể cắt giảm bao gồm cả chi phí trì hoãn việc sửa sang nhà cửa hoặc là những kỳ nghỉ của gia đình bạn có thể cảm thấy tốt hơn một chút về dòng tiền của mình và bạn sẽ không mắc nợ nhiều hơn vì đôi khi bạn đảm nhận các dự án lớn và có thể đắt đỏ hơn rất nhiều trong thời điểm lạm phát hiện nay và đối với một số người canada nỗi lo lắng thêm về tài chính của họ đang có tác động xã hội riêng biệt trong số những người được xác định là thuộc nhóm căng thẳng về mặt tài chính, 55% nói rằng họ cảm thấy bị cô lập hơn do chi phí sinh hoạt tăng cao và điều đó đang ảnh hưởng đến những người thân thiết của họ. Một phần hai nói rằng sự căng thẳng của họ được những người thương yêu cảm nhận được. Và đối với một số người, sự căng thẳng đó đang ảnh hưởng đến việc hiệu suất làm việc. Với 40% nói rằng nó đang có tác động tiêu cực và theo tổ chức thì một phần năm đã thừa nhận rằng họ cần một ngày nghỉ ốm để có thể đối phó với mức độ căng thẳng ngày càng tăng với chính bản thân mình và một phần mười đã rời bỏ công việc của mình do căng thẳng. Và họ đang cảm nhận được điều đó trong gia đình, nhưng mà họ cũng đang áp dụng nó vào công việc của mình và họ dành trung bình là 30 phút mỗi ngày để lo lắng, suy nghĩ hoặc là giải quyết tình hình tài chính của mình hiện nay. Điều đó đã tạo ra một tình trạng năng suất tại nơi làm việc bị giảm suốt một cách trầm trọng. Trong số các nhà quản lý muốn tuyển dụng thì 92% được khảo sát cho biết rằng họ đang phải đối mặt với những thách thức trong việc tìm kiếm và thu hút nhân tài có tay nghề cao. Cuộc khảo sát cũng đã tính đến phản hồi của hơn 1.300 nhà quản lý tuyển dụng và 1.700 công nhân vào đầu năm nay. Theo cơ quan này, nhu cầu về nhân tài có tay nghề cao vẫn vượt xa nguồn cung ứng viên và khi mà các nhà quản lý tuyển dụng gặp khó khăn trong việc tìm kiếm và giữ chân nhân viên của họ, họ đang cố gắng tìm hiểu xu hướng về lương phúc lợi và ưu tiên sắp xếp công việc linh hoạt cho những người này. Cuộc khảo sát cũng cho thấy một nửa số ứng viên mong muốn các công ty hay tiết lộ mức lương trong tin tuyển dụng. Với 63% cho biết, họ sẽ tự loại mình ra khỏi quá trình tuyển dụng nếu như nhà tuyển dụng không cung cấp thông tin lương theo yêu cầu. Tuy nhiên, điều trái ngược với 80% các nhà quản lý được khảo sát cho biết rằng họ đưa ra các mức lương và khoảng một nửa cho rằng điều đó giúp thu hút các ứng viên có kỹ năng mà họ muốn khi người canada tiếp tục nộp đơn xin việc mới hoặc là thậm chí là công việc thứ hai để có thể bổ sung thu nhập nhiều người đã bày tỏ sự thất vọng về quy trình tuyển dụng bao gồm cả sự thiếu minh bạch về lương và thời gian tuyển dụng kéo dài còn các nhà quản lý cũng lưu ý rằng thời gian cần thiết là một vấn đề nhưng sự phù hợp kém với văn hóa công ty và khả năng giao tiếp không đầy đủ cũng là một vấn đề tương tự và mặc dù kiếm được nhiều tiền hơn thông qua việc tăng lương và nhận công việc thứ hai để có thể giúp ích cho tình hình tài chính của bản thân. Nhưng cuộc khảo sát cho thấy điều đó trên thực tế có thể không phải là một giải pháp tốt nhất. Người sử dụng lao động có thể tăng cường với việc mà đề xuất nhân viên khuyến khích chuyển một phần tiền lương của họ vào tài khoản tiết kiệm và các công ty đầu tư vào tính chuyên nghiệp trong bảng lương để có thể ngăn chặn sự chậm trễ trong việc trả lương ngoài ý muốn. Trong khi Canada hiện có tỷ lệ thất nghiệp thấp là 5,5% và thêm lương đang tăng, thì các chuyên gia cho biết mọi người vẫn nên chuẩn bị cho những tương lai có thể xảy ra chẳng hạn như là nếu tỷ lệ thất nghiệp tăng hoặc là họ bị mất việc. Vì vậy nếu như họ không xử lý về tài chính gia đình theo cách có thể giúp họ rời khỏi nơi này thì có thể sẽ có nhiều thời kỳ hỗn loạn hơn về phía trước. Và nếu như nền kinh tế thay đổi, nếu như tỷ lệ thất nghiệp bắt đầu tăng trở lại và bạn biết đấy, mọi người thực sự mất việc và một trong những thành viên trong gia đình mắc việc thì tình hình tài chính có thể còn khó khăn hơn nữa. Các chuyên gia cho biết khi mà mọi người đang cố gắng tìm cách giúp giảm căng thẳng thì việc mà ghi lại chi phí mỗi tháng chi tiêu trong gia đình có thể giúp ích rất nhiều cho chúng ta. Một số thông tin trên thế giới trong ngày hôm nay thưa quý vị nguy cơ xuất hiện bệnh X do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu. Trong danh sách mà Tổ chức Y tế Thế giới WHO cập nhật hồi năm ngoái thì bệnh x là cụm từ mà các nhà khoa học dùng để chỉ một mầm bệnh chưa biết và có thể xuất hiện bất cứ lúc nào gây ra dịch bệnh nghiêm trọng trên toàn thế giới và chuyên gia nhận định nhiều khả năng bệnh x sẽ xảy ra do tình trạng buôn bán động vật hoang dã và nạn phá rừng góp phần gây biến đổi khí hậu và ảnh hưởng tới môi trường sống của động vật trong số các động vật hoang dã dơi là loài mang rất nhiều virus và hiện WHO đã lập một danh sách các loại virus có khả năng trở thành tác nhân gây bệnh S gây thiệt hại về tính mạng cao hơn cả Covid-19 cho toàn nhân loại và một thông tin tại Hoa Kỳ được chú ý trong ngày hôm nay khi mà ông McCarthy không tái tranh cử chủ tịch hạ viện và giờ thưa quý vị sau khi mà bị bãi nhiệm khỏi chức chủ tịch hạ viện Hoa Kỳ tối qua theo giờ địa phương thì ông Kevin McCarthy tuyên bố sẽ không tìm cách để có thể quay trở lại vị trí này. Trước đó, Hạ viện Hoa Kỳ đã bỏ phiếu với tỷ lệ 216 phiếu thuận và 210 phiếu chống bại nhiệm vị trí chủ tịch của ông McCarthy. Các thành viên đảng Cộng hòa chiếm đa số trong Hạ viện Hoa Kỳ đã ngay lập tức nhóm họp để có thể thảo luận về những bước đi tiếp theo nhằm lấp đầy khoảng trống quyền lực sau khi mà ông McCarthy bị bại nhiệm. Vào ngày 10 tháng 10 tới, thì các nghị sĩ Cộng hòa sẽ tổ chức một diễn đàn cho các hạ nghị sĩ ứng cử chức chủ tịch Hạ viện để các thành viên trong đảng lựa chọn dưới sự chủ trì của chủ tịch tạm quyền là Patrick Matt Henry. Về nguyên tắc, thì Hạ viện Hoa Kỳ không thể thông qua bất kỳ một dự luật nào cho tới khi mà một chủ tịch mới được bầu ra và tuyên thệ nhậm chức. Tình cảnh này diễn ra trong bối cảnh mà Quốc hội Hoa Kỳ chỉ còn 40 ngày nữa để thông qua các dự luật chi tiêu ngân sách cho tài khoá 2024. Và nếu như không, chính phủ sẽ lại đứng trước nguy cơ đóng cửa trở lại. Thưa quý vị. Julie xin cảm ơn quý vị theo dõi những tin tức vừa được cập nhật trong buổi sáng ngày hôm nay và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo tại YouTube channel Tin Người Việt Canada. Combo quà tặng sức khỏe cho người thân